Xếp hạng độ lành mạnh và tốt cho sức khỏe, còn gọi là Health Star Rating, cho phép quý vị so sánh các thực phẩm đóng gói tương tự để đưa ra lựa chọn lành mạnh hơn. Bằng cách so sánh sản phẩm này với sản phẩm kia, số sao in trên mặt trước mỗi gói cho thấy gói nào là lựa chọn lành mạnh hơn. Luôn luôn so sánh số sao của các thực phẩm tương tự. Đừng so sánh các thực phẩm khác nhau. Xếp hạng này được áp dụng qua tính toán chặt chẽ. Khi mua thực phẩm tươi và thực phẩm đóng gói, nên nhớ càng nhiều sao thì càng lành mạnh. Vào healthstarrating.gov.au được chấp thuận bởi chính phủ Úc, Canberra.